Xin chào đại gia đình. Chúc gia đình nhà mình một buổi giao lưu viên mãn, hạnh phúc và đại thành công. Đúng theo lịch của chúng ta, ngày hôm nay đó là chương trình chúng ta sẽ thảo luận về cái chủ đề đang rất là hot. Và nó đang là nỗi lo của rất nhiều người. Và đặc biệt trong một cái tình huống và trong một cái giai đoạn mà nó đang diễn ra vô cùng phức tạp, đó chính là dịch Covid. Tình hình trên toàn thế giới và ở Việt Nam của chúng ta thì nó đang phát triển, đang rất phức tạp. Và đặc biệt ở tất cả các quốc gia trên các cường quốc thì cái tốc độ phát triển, cái tốc độ mà lan truyền của cái dịch Covid ý, thì bây giờ nó đang lên cái tốc độ, là tốc độ chóng mặt. Đặc biệt như là các quốc gia, các cường quốc thì bây giờ đang phát triển, đang rất mạnh. Và ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì cũng đã đang phát triển tương đối là phức tạp. Và đặc biệt là được sự quan tâm của chính phủ, của các cơ quan ban ngành, và luôn luôn bám sát và luôn luôn tích cực để khống chế cái dịch. Mà ở Việt Nam của chúng ta bây giờ đang khống chế tương đối tốt, đang tương đối tốt. Và đặc biệt là trong mấy ngày lại trở lại đây, và bắt đầu từ ngày hôm nay là có cái quyết định, đó là 14 ngày cách ly, 14 ngày toàn quốc. Đây là một cái quyết định hoàn toàn gì, hoàn toàn tuyệt vời. Và chúng ta phải khẳng định luôn, đó, đây là cái quyết định vô cùng sáng suốt của chính phủ của Việt Nam để phòng tránh cái dịch mà vô cùng nguy hiểm này. Và đến cái thời điểm này thì Cường thấy là tất cả các anh em, tất cả các cô bác, tất cả những người mà Cường biết ở trên cái địa bàn mà Cường đang sinh sống ấy, thì thấy rằng là tất cả mọi người đều cái tâm thái phối hợp đang rất tốt và rất nghiêm túc để bảo vệ sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của gia đình. Nhưng song song với đó, song song với cái tuân thủ và song song với cái quyết tâm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, thì đồng nghĩa với cái việc đó là rất nhiều vấn đề nó đang xảy ra. Rất nhiều vấn đề bây giờ đang xảy ra. Cái thứ nhất đó là cái vấn đề về tinh thần, lo lắng, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đấy là cái đầu tiên. Cái ảnh hưởng thứ hai nó ảnh hưởng, đó là vấn đề về kinh tế, ảnh hưởng kinh tế một cách trầm trọng. Tất cả các cửa hàng, tất cả các quán và đang kinh doanh hàng ngày bây giờ phải đóng cửa, thậm chí còn đóng cửa trước đây cả tháng, 2 tháng rồi. Và Cường có rất nhiều những người bạn, rất nhiều những người anh và đang kinh doanh ở lĩnh vực kinh doanh truyền thống, và hiện tại bây giờ là phải đóng cửa hoàn toàn. Và tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác đều xuống dốc một cách trầm trọng. Đây là một cơn khủng hoảng vấn đề về tài chính, đặc biệt như khủng hoảng vấn đề về công việc. Và bây giờ chúng ta làm như thế nào để chúng ta giải quyết cái nỗi khó khăn đó?
giải quyết cái bài toán đó chính là bài toán về công việc. Và chúng ta cứ search lên mạng xã hội, chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả các mặt hàng, tất cả các lĩnh vực kinh doanh thì bây giờ đang chuyển hướng sang đó là chỉ còn có một giải pháp duy nhất thôi. Chỉ còn có một giải pháp duy nhất để lựa chọn, đó chính là chuyển sang kinh doanh online. Chuyển sang kinh doanh online. Và tất cả các mặt hàng, dù ăn uống hay là nhu yếu phẩm, thậm chí cả bia, cũng chuyển sang kinh doanh online. Và đó là cái quyết định không còn lối thoát. Đó là cái quyết định không còn lối thoát trên bắt buộc. Nhiều người là bắt buộc phải chuyển sang lựa chọn cái lĩnh vực kinh doanh mà trước đây mình không thích, mà thậm chí mình còn cố tình mình không thích nó, cố tình mình không học, cố tình mình không thèm tìm hiểu về cái lĩnh vực kinh doanh đó, về cái mô thức kinh doanh đó, về cái hình thức kinh doanh đó. Nhưng bây giờ thì gần như là 100% bây giờ đều hướng tới đó gì? Đó là kinh doanh online. Và kinh doanh online nó là xu thế. Nó của thời đại 4.0. Nó là xu thế rồi, thu xế của thời đại. Nhưng bây giờ nó không còn là xu thế nữa, nó không những là xu thế mà nó là tất yếu. Nếu như ai biết lựa chọn để nắm bắt, để hợp tác kinh doanh, để phát triển, để xây dựng cho mình một doanh nghiệp, xây dựng cho mình một hệ thống, thì là người đó thắng lớn. Number one. Và giai đoạn này là giai đoạn của gì? Giai đoạn của cái lĩnh vực kinh doanh đó. Và buổi tối ngày hôm nay, Cường chia sẻ với cả nhà mình một cái giải pháp để chúng ta cùng nhau chúng ta gỡ trong cái giai đoạn dịch như thế này. Đó là không phải là kinh doanh online bình thường, mà là chúng ta kinh doanh online hệ thống. Kinh doanh online hệ thống. Và thông thường thì trong cái giai đoạn mà khó khăn như thế này, giai đoạn vất vả như thế này về gì? Về sức khỏe, về dịch Covid đang xảy ra, thế thì chúng ta lựa chọn cái mặt hàng gì để chúng ta kinh doanh? Thế thì cái mặt hàng số 1 để chúng ta kinh doanh đó là mặt hàng về sức khỏe. Mặt hàng về sức khỏe. Tất cả các dòng mặt hàng chúng ta kinh doanh đều liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, phòng và giải quyết hậu quả, tất cả nó liên quan đến vấn đề về sức khỏe hết, thì là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ thành công. Và chúng ta cùng đi vào cái ưu việt của cái kinh doanh online nó như thế nào. Thời gian nó không có nhiều, nhưng mà Cường sẽ cùng với chúng ta thảo luận một chút. Bây giờ không nói, chúng ta cũng thừa biết là chúng ta không thể ra được ngoài nhà, chúng ta không thể đi ra được khỏi nhà, chúng ta không thể mở bất kỳ một cửa hàng, quán nào để chúng ta kinh doanh trực tiếp cả. Mà bắt buộc là chúng ta phải gì? Chúng ta phải thông qua đây, thông qua trên điện thoại này. Thay vì cái việc, cái ưu điểm của nó này, thay vì cái việc chúng ta phải bỏ ra một số lượng vốn để chúng ta mở cửa hàng, chúng ta phải bỏ ra một số lượng vốn để chúng ta thuê cửa hàng, chúng ta thuê nhân viên, thì bây giờ chúng ta không cần phải làm như vậy nữa. Chúng ta chỉ cần sử dụng cho mình một chiếc điện thoại smartphone là chúng ta thành công rồi. Là chúng ta có thể xây dựng cho mình một cửa hàng, thậm chí có thể xây dựng cho mình hẳn một cái chợ ở trên đó rồi. Nó rất dễ dàng như vậy. Cho nên bây giờ nó là gì? Bây giờ nó là xu thế, bây giờ nó là tất yếu. Nó khác hoàn toàn với cái việc là chúng ta kinh doanh truyền thống. Và đặc biệt trong cái giai đoạn khó khăn như thế này, thì Cường tin rằng tất cả các anh các chị mà đã lựa chọn cái lĩnh vực đó là kinh doanh online trong cái giai đoạn này, thì 100% đó là các anh chị sẽ thành công. Và sau khi các anh chị kết thúc cái dịch này, và cùng với nhà nước phối hợp để chúng ta kết thúc được cái giai đoạn dịch như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có một doanh nghiệp lớn. Cho nên buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng thảo luận về cái lĩnh vực kinh doanh này.
Và chúng ta lựa chọn cái sản phẩm số 1 để chúng ta kinh doanh, đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của mình. Và qua rất nhiều chương trình về chăm sóc sức khỏe chủ động, về những cái chuyên đề để bảo vệ sức khỏe mà Cường đã chia sẻ cho đại gia đình nhà mình, và buổi tối ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái cơ hội để chúng ta có thể từ một người tiêu dùng, chúng ta có thể xây dựng cho mình một doanh nghiệp bền vững với tập đoàn Thiens, với hệ thống One Vision. Thế thì trước khi vào chương trình chia sẻ thì Cường xin được tự giới thiệu một chút. Tên đầy đủ là Phạm Đức Cường, năm nay 40 tuổi. Có thâm niên công tác trong ngành là 16 năm và gần chục năm bắt tay hợp tác với một tập đoàn đông y toàn cầu, và hiện đang là doanh nhân quốc tế của tập đoàn Thiens, chuyên gia phát triển thị trường và chuyên đào tạo xây dựng hệ thống xây dựng doanh nghiệp cá nhân. Và ngày hôm nay sẽ cùng với chúng ta thảo luận về một cái chủ đề này. Và Cường tin sau khi mà chúng ta thảo luận xong thì sẽ có rất nhiều các anh, các chị, các em sẽ hiểu ra được và sẽ nắm bắt để mình xây dựng cho mình một doanh nghiệp. Ok, number one. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng tầm 40 phút, chúng ta cùng thảo luận về cái chủ đề này. Thế thì bây giờ cái đầu tiên đó là chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp. Chúng ta cần phải lựa chọn một doanh nghiệp trước đã. Thế thì như thế nào là một doanh nghiệp bền vững? Chúng ta muốn kinh doanh, nếu như chúng ta kinh doanh online thông thường, về một mặt hàng thông thường để chúng ta kinh doanh theo thời vụ, thì chúng ta có thể kinh doanh bất kỳ một cái dòng sản phẩm gì mà chúng ta thấy nó là sản phẩm thiết yếu trong một cái giai đoạn người ta hay gọi là hot trend ấy, theo thời vụ. Nhưng nếu chúng ta kinh doanh, chúng ta muốn xác định là mình kinh doanh để mình xây dựng cho mình một doanh nghiệp lâu dài, một doanh nghiệp tiêu dùng bền vững, để mình có thể được nghỉ hưu, mình có thể được thừa kế từ cái doanh nghiệp của mình xây dựng ra, thì mình cần phải lựa chọn một cái doanh nghiệp mà nó phù hợp, nó đạt được tất cả những cái tiêu chí mà mình mong muốn. Tất cả những cái tiêu chí đó nó quyết định cái độ bền vững của doanh nghiệp. Thế thì để làm thế nào để chúng ta lựa chọn một cái doanh nghiệp bền vững thì có 4 yếu tố để chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp đó. Cái thứ nhất đó là một doanh nghiệp thì phải là gì? Phải là phát triển bền vững, phải lớn mạnh trên toàn thế giới. Càng phát triển mạnh bao nhiêu thì chúng ta càng yên tâm bấy nhiêu. Và tốc độ phát triển của doanh nghiệp đó và bề dày lịch sử của doanh nghiệp đó ít nhất phải được từ 10 năm trở lên. Và nếu như doanh nghiệp trên toàn thế giới thì phải ít nhất phải được 5 trên 50 quốc gia trở lên. Đấy là về gì? Về doanh nghiệp. Và cái vốn điều lệ, cái vốn đầu tư của doanh nghiệp đó phải lớn. Đấy là về doanh nghiệp. Cái thứ hai là nếu như doanh nghiệp đó mà là doanh nghiệp của nước ngoài mà phát triển tại Việt Nam thì phải cam kết là đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Hoạt động phải đảm bảo trên pháp luật, luật pháp của Việt Nam. Tất cả các dòng sản phẩm, nếu như đó là dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe thì phải được cấp tất cả các chứng nhận của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế. Và nếu như lựa chọn được một cái doanh nghiệp mà sản phẩm được đồng hành cùng với Bộ Y tế thì ok, number one nhất. Và cái doanh nghiệp đó nó phải có nhà máy sản xuất trực tiếp tại Việt Nam. Như vậy chúng ta mới hoàn toàn chủ động vấn đề về hàng hóa được. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị động vấn đề về hàng hóa. Đấy là về vấn đề thứ nhất, đó là vấn đề về doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai đó là về sản phẩm. Chúng ta phải lựa chọn một doanh nghiệp mà có cái sản phẩm mang tính quốc dân, có nghĩa là sản phẩm của toàn dân. Từ trẻ sơ sinh cho đến các cụ già đều cần đến nó và đều sử dụng được nó. Đấy là cái gì? Cái bề rộng của sản phẩm. Cái thứ hai, giá thành của sản phẩm phải hợp lý. Giá thành sản phẩm phải hợp lý. Phải rẻ tiền. Phải phù hợp với gì? Với thu nhập của người Việt Nam của chúng ta. Cái thứ ba là sản phẩm phải đa dạng hóa về sản phẩm.
Nếu như một doanh nghiệp kinh doanh về sức khỏe thì phải có cả sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Những sản phẩm chăm sóc cá nhân phải đảm bảo được cái tối ưu hóa vấn đề về chất lượng của sản phẩm. Và sản phẩm chăm sóc cá nhân phải là sản phẩm bảo vệ sức khỏe đầu ngoài. Đó là vấn đề về sản phẩm. Và những cái sản phẩm chăm sóc cá nhân đó, nếu như mà không dùng nó thì bắt buộc phải dùng các sản phẩm ở ngoài thị trường. Có nghĩa rằng nó là sản phẩm thông dụng nhất, thiết thực nhất, mà tất cả các hộ gia đình chúng ta đều phải dùng hàng ngày. Đó là về sản phẩm. Thì chúng ta, chính những cái sản phẩm đó chúng ta kinh doanh thì nó gì? Nó mới ok number one. Chúng ta xây dựng ra doanh nghiệp của mình nó mới bền vững. Bởi vì sản phẩm đó là tất cả các khách hàng của chúng ta, tất cả những người dân chúng ta đều phải cần. Ok, đấy là vấn đề về sản phẩm. Cái tiếp theo, cái thứ ba đó là về gì? Về chế độ báo đáp. Chúng ta là những người làm kinh doanh, chúng ta phải quan tâm đến chế độ báo đáp. Thế thì cái chế độ báo đáp chính là cái chế độ hậu mãi, chế độ hậu mãi cho người tiêu dùng. Thì chế độ nó phải là chế độ của xã hội chủ nghĩa. Tại sao Cường lại hay nói cái dùng cái từ là chế độ của xã hội chủ nghĩa? Bởi vì cái chế độ của nó là phải tích lũy cộng dồn vô thời hạn theo năm tháng để lên cấp. Không ép doanh số và thời gian, chỉ có lên thôi, chỉ có lên chứ không có tụt. Chỉ có lên cấp thôi, bởi vì nó là tích lũy cộng dồn, cho nên chỉ có lên chứ không có xuống. Cơ hội thì bình đẳng. Người tiêu dùng, người tham gia trước hay người tham gia sau, nó không quan trọng. Người đi sau có thể vượt người đi trước bình thường. Cái tiếp theo nữa, ở trong cái cơ hội đó, đó là nó có tính gì? Có tính kế thừa. Có tính kế thừa. Cái tính kế thừa vô cùng quan trọng. Chúng ta phải hình dung, nếu như chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp, mà chúng ta đã xây dựng một cái doanh nghiệp của mình, và bên dưới doanh nghiệp của mình có rất nhiều các hộ gia đình tiêu dùng, tất cả những anh em đều tiêu dùng ở bên dưới của mình, và hàng tháng tất cả các hộ gia đình đều tiêu dùng, bản thân của mình cũng tiêu dùng. Sau khi mình xây dựng xong, mình có thể kế thừa lại cho con của mình, cho cháu của mình cái hệ thống đó, cái doanh nghiệp đó, và tiếp tục con cháu của mình lại được thừa hưởng toàn bộ cái quyền lợi của mình khi mà mình đã xây dựng ra. Đó là tính kế thừa vô cùng quan trọng. Nhưng để kế thừa được, để kế thừa được, để bền vững, để cho con của mình, cháu của mình có thể thừa hưởng được cái kết quả đó, thì nó phải đảm bảo được ba cái tiêu chí đầu tiên. Đó là tích lũy cộng dồn, không ép doanh số và chỉ có lên thôi chứ không có xuống, thì nó mới đảm bảo được cái tính kế thừa bền vững. Chúng ta lưu ý điều này. Đó là về gì? Về chế độ trả thưởng. Đó là về chế độ trả thưởng. Cái tiếp theo, cái thứ tư, điều kiện thứ tư, đó là về hệ thống trợ giúp. Để một gì? Để mình đi đến con đường thành công nhanh nhất, và để mình có mô thức, để mình có cách làm, để mình được sự hướng dẫn, mình có một môi trường đào tạo quy chuẩn, đó chính là hệ thống trợ giúp. Hệ thống trợ giúp ở đây là tập hợp tất cả những con người thành công. Họ đã thành công rồi, và họ sẽ hỗ trợ mình. Họ có những chương trình đào tạo, họ có những công cụ để giúp cho mình từng bước một để mình đi đến con đường thành công. Có nghĩa rằng là cái hệ thống trợ giúp sẽ dạy cho mình từ A tới Z, hướng dẫn cho mình từ A tới Z, và free, miễn phí. Thì đó là bốn yếu tố để mình lựa chọn một doanh nghiệp bền vững để mình bắt tay mình hợp tác. Và ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ với chúng ta một trong số những doanh nghiệp mà đã đạt được cả bốn cái tiêu chí đó, đạt được cả bốn cái yếu tố đó. Đó chính là tập đoàn Thiens với hệ thống One Vision. Thế thì về công ty, cái yếu tố đầu tiên Cường chia sẻ với chúng ta, về yếu tố đầu tiên, đó là về công ty, về tập đoàn. Thì tập đoàn Thiens được thành lập năm 1995. Đến năm 99 thì phát triển ra các nước trên thế giới, năm 2000 vào Việt Nam. Đến nay là vào Việt Nam được 20 năm, tròn đúng 20 năm.
và đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương từ cuối năm 2009 với vốn đầu tư ban đầu gần 1.000 tỷ đồng. Sản phẩm của Thiên thì đa dạng và phong phú, đảm bảo được cả hai tiêu chí, đó là tiêu chí về tiêu dùng và tiêu chí về bảo vệ sức khỏe. Có tất cả các sản phẩm hàng tiêu dùng, chăm sóc cá nhân hàng ngày, bảo vệ sức khỏe chúng ta đầu ngoài, rất phong phú, như kem đánh răng, băng vệ sinh, nước giặt, nước rửa hoa quả hỗ trợ chế biến, đầy đủ cho chúng ta, để cho chúng ta thì chúng ta tiêu dùng hàng ngày. Về sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì đồng hành cùng với Bộ Y tế, số 1 và duy nhất đồng hành cùng với Bộ Y tế để tổ chức những chương trình vì sức khỏe cộng đồng của Bộ Y tế. Do tất cả các giáo sư đầu ngành của Bộ Y tế chia sẻ. Đấy là về sản phẩm. Về chế độ trả thưởng thì vô cùng ưu việt, đúng, đủ và đạt được tất cả các tiêu chí mà để một doanh nghiệp bền vững. Chế độ trả thưởng xã hội chủ nghĩa, tích lũy cộng dồn vô thời hạn theo năm tháng để lên cấp, không ép doanh số và thời gian, chỉ có lên cấp thôi chứ không có tụt cấp. Kinh doanh quốc tế và được quyền thừa kế. Nó hay ở cái điểm đó là gì? Tích lũy cộng dồn, không ép doanh số. Cái quan trọng nhất ở đây, chúng ta ở đây chính là không ép doanh số. Chúng ta chỉ là người tiêu dùng mà. Chúng ta là người tiêu dùng, cho nên là chúng ta tiêu dùng bao nhiêu cũng được, không quan trọng. Tất cả các điểm chúng ta tiêu dùng, tất cả các điểm mà chúng ta hướng dẫn, chúng ta chia sẻ cho những khách hàng của chúng ta, nó đều cộng dồn lại hết và đảm bảo quyền lợi như nhau. Và điều kiện gia nhập cực kỳ đơn giản để được bắt tay hợp tác kinh doanh với tập đoàn Thiên, rất đơn giản. Đủ 18 tuổi, chứng minh thư photo, hai cái ảnh 4x6 cộng thêm với số điện thoại và số tài khoản ngân hàng. Sau đó chúng ta sẽ ký một hợp đồng với tập đoàn Thiên và chúng ta tham dự một cái chương trình đào tạo, trở thành thành viên chính thức của tập đoàn Thiên, và chúng ta được sở hữu cho mình một gian hàng của chính mình. Và với một cái số lượng vốn không đồng để chúng ta được sở hữu cái thẻ đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tại sao có rất nhiều các bạn đăng ở trên mạng xã hội, đó là vốn đầu tư là không đồng, không ôm hàng. Đó chính là như vậy đấy. Đấy là điều kiện để được sở hữu cái thẻ. Và giai đoạn phát triển thì cực kỳ đơn giản. Tích lũy cộng dồn mà, cho nên là cứ đủ là gì? Là đạt lên một cái cấp độ tiếp theo và được phân chia lợi nhuận trong khâu trung gian. Thế thì khi chúng ta được sở hữu thẻ là chúng ta bắt tay hợp tác với nhà sản xuất. Sản phẩm sẽ đưa trực tiếp đến tay người tiêu dùng và cắt giảm tối đa cái khâu trung gian. Cái khâu trung gian là cắt giảm tối đa khâu trung gian để báo đáp cho người tiêu dùng và báo đáp cho chính người tiêu dùng lại. Người tiêu dùng cũng chính là các thành viên của tập đoàn Thiên. Chúng ta càng tiêu dùng nhiều thì đương nhiên chúng ta tích điểm vào đấy nhiều. Cái điểm mà chúng ta tích lại thì đủ cái điểm để chúng ta được phân chia lợi nhuận cao hơn, thì chúng ta sẽ được phân chia lợi nhuận ở điểm đó. Cho nên chế độ của nó vô cùng dễ dàng để cho chúng ta có thể thành công được, có thể giúp cho mình xây dựng được một doanh nghiệp. Chỉ cần khi chúng ta sở hữu thẻ, chúng ta đã được ngay hưởng ngay cái quyền lợi, đó là mua hàng là chúng ta được giảm ngay 10% mua hàng của nhà phân phối rồi. Sau đó khi chúng ta tích đủ vào cái thẻ của mình, cộng dồn vào cái thẻ của mình, bao lâu không cần biết, nhưng cứ đủ
đủ 4.950.000 tương đương với 200 PV. Là ngoài cái số đó ra, thì chúng ta mua bất kỳ một cái sản phẩm nào, chúng ta bán bất kỳ một cái sản phẩm nào, thì chúng ta đều được phân chia lợi nhuận ở trong khâu trung gian đó là 15%, cộng với 10% bán lẻ nữa là thành 25%. Và cứ tích lũy cộng dồn như vậy, khi nào đủ lên tới 29 triệu tổng tích lũy bao nhiêu lâu không cần biết, thì chúng ta được lên ở cấp độ đó là phân chia lợi nhuận ở trong khâu trung gian đó là 18%. Khi nào tổng tích lũy từ mình trở xuống vào cái mã thẻ của mình là được 5.000 đô tương đương với khoảng 120 triệu, thì chúng ta sẽ được phân chia lợi nhuận ở trong khâu trung gian đó là 22%. Và khi nào chúng ta tích lũy, tổng tích lũy vào mã số cá nhân của mình từ mình trở xuống, xây dựng ra cho mình một cái hệ thống đội nhóm và hàng ngày phát triển, hàng ngày tiêu dùng và tích lũy, cộng dồn tích lũy lại hết vào tất cả các thẻ của các thành viên của mình và tích lũy vào cái thẻ của mình, khi nào đạt được 20.000 đô, nó tương đương khoảng tầm 600 triệu thì chúng ta sẽ lên cái cấp bậc thứ 7, đó là chúng ta sẽ được phân chia lợi nhuận trong khu trung gian đó là 27%. Và cao hơn nữa đó là được hưởng 33%. 33% là cấp cao nhất ở Việt Nam. Còn cái cấp cao hơn của cái cấp 33% đó là cấp 36%. Khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp của mình, mình giúp đỡ cho hai người bên dưới của mình bằng cấp với mình ở Việt Nam là mình lên cấp quốc tế. Điều tuyệt vời. Cường chia sẻ chúng ta nghe tại sao mà Cường nói rằng Cường là gì, là doanh nhân quốc tế của Đoàn Thiên. Bởi vì tập đoàn rất rất là nhân văn và vô cùng tuyệt vời. Làm một nước như lại được hưởng quyền lợi trên nhiều quốc gia. Nghĩa là bắt đầu từ cấp bậc quốc tế trở lên thì sẽ được phân chia lợi nhuận trên toàn cầu, thấp nhất là 1%. Và được hưởng thu nhập, thưởng đặc biệt đó là quỹ xe hơi 30.000 đô. Và cao hơn nữa đó là quỹ nhà trị giá khoảng xấp xỉ gần 4 tỷ. Cho nên cái chế độ nó vô cùng ưu việt, nó hoàn toàn minh bạch. Cho nên tại sao mà Cường chia sẻ với chúng ta là chia sẻ cái đó là chế độ, đây là chế độ không thể nói dối được. Riêng về chế độ trả thưởng, chúng ta không thể nói dối được về chế độ trả thưởng. Thế nên trong cái giai đoạn này, mong muốn của Cường đó là tất cả anh em, chị em nhà mình hãy tìm hiểu thật kỹ. Tìm hiểu thật kỹ, phải nắm bắt thật chắc. Bởi vì trong cái giai đoạn này là trong cái giai đoạn mà chúng ta đang phải gồng mình lên để lựa chọn những giải pháp để chúng ta kinh doanh, những giải pháp để chúng ta thì để chúng ta làm việc tại nhà. Cho nên khi nghe xong cái chương trình này thì mong muốn của Cường đó là tất cả gia đình nhà mình phải tìm hiểu thật kỹ, gặp lại những người mà đã chia sẻ cho mình cái thông tin, nắm bắt thông tin của ngày hôm nay, để chúng ta tìm hiểu kỹ lại một lần nữa thật chi tiết. Bởi vì có những nhóm công cụ để cho chúng ta có thể vào chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Đó là về chế độ trả thưởng. Cường nói sơ qua chúng ta về chế độ trả thưởng như vậy thôi. Cái yếu tố thứ tư đó là hệ thống trợ giúp. Đó là hệ thống trợ giúp. Hệ thống trợ giúp One Vision là một trong ba hệ thống thành công nhất thế giới hiện nay và được chứng minh trên 6 châu lục. Việt Nam của mình là một gì? Là một phần trong gì? Trong hệ thống One Vision quốc tế. Hệ thống One Vision tập hợp tất cả những lãnh đạo, tập hợp tất cả những con người đã thành công ở trên 6 châu lục, chứ không riêng ở Việt Nam. Và sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả những cái công cụ, tất cả những chương trình đào tạo, dắt tay chỉ việc để hỗ trợ
để giúp đỡ cho chúng ta đi đến con đường thành công một cách nhanh nhất. Miễn phí, free, miễn phí. Chỉ cần chúng ta sở hữu thẻ và chúng ta là thành viên của gì? Của One Vision. Là chúng ta được hưởng toàn bộ cái quyền lợi mà hệ thống trao tặng cho chúng ta. Và hệ thống có những group để có thể hỗ trợ cho chúng ta từ cái giai đoạn đó là giai đoạn đầu tiên khi chúng ta bắt tay, chúng ta phát triển, đó là giai đoạn sơ cấp. Sau khi qua giai đoạn sơ cấp, sau một tháng sau, chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ lên cái group tiếp theo, đó là group của trung cấp. Và trên trung cấp nữa, đó là gì? Đó là cao cấp. Hướng dẫn cho chúng ta từ A tới Z. Từ cái đơn giản nhất, khi mà chúng ta bắt tay vào, chúng ta sở hữu cái thẻ để chúng ta xây dựng doanh nghiệp cho mình bằng gì? Bằng hình thức, đó chính là kinh doanh online. Nhưng mà ở đây chúng ta là song kiếm hợp bích giữa online và offline, kết hợp cả hai luôn, cho nên nó cực kỳ vững chắc và cực kỳ bền vững. Ai may mắn mà sở hữu thẻ thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều này. Còn về sản phẩm, Cường sẽ nói thêm cho chúng ta về sản phẩm một chút. Bởi vì trong những cái chương trình nói chuyện như này ấy, Cường rất mong muốn là đặc biệt như trong cái giai đoạn mà đại dịch như thế này, thì có rất nhiều các anh các chị mà có chuyên môn cùng gia nhập với gia đình nhà chúng ta, cùng chung tay vào để giúp sức, để san sẻ, để chia sẻ cho những người ở xung quanh chúng ta những kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động, để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Và đồng nghĩa với cái việc đó là xây dựng cho mình một doanh nghiệp, doanh nghiệp đúng nghĩa, doanh nghiệp chính thống. Cho nên về sản phẩm ấy, thì sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ chúng ta một số cái sản phẩm mà hiện tại bây giờ đang là rất cần cho người dân của chúng ta. Và đặc biệt cái sản phẩm đơn giản nhất đầu tiên ấy, nó là cái sản phẩm mà bây giờ hiện tại người dân chúng ta đang rửa tay ấy, đang rửa tay bằng nước rửa tay khô. Nó cực kỳ nguy hiểm bởi vì đó nó pha bằng cồn và hóa chất. Sau đó nó đưa một cái chất khử mùi hoàn toàn bằng hóa chất vào đó để tạo mùi thơm. Khử cái mùi hôi và tạo cái mùi thơm vào trong đó thôi. Và khi chúng ta lau nhiều, chúng ta bôi nhiều ra tay như thế này này, thì tay của chúng ta nó sẽ bị khô lên và nó sẽ rộp, nóng lên và nó sẽ bị bỏng. Và bây giờ có rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt như các bạn đang bán hàng online, các bạn đang tập trung về bán về cái đó rất nhiều. Nhưng các bạn ấy không biết, các bạn ấy chỉ biết bán thôi, bởi vì đấy là xu thế. Không trách các bạn được. Nhưng mà khi mà chúng ta phải hiểu kỹ hơn, về gì, về thành phần. Có những cái dòng mà gì mà bôi thì rất ok, number one. Nhưng có những cái dòng bôi nó cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm cho gì, cho da của chúng ta nếu chúng ta bôi nhiều. Và ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ chúng ta về gì? Nước khử yêu âm này. Đây chính là nước rửa hoa quả hỗ trợ chế biến đi cho đây. Tinh dầu gừng, tinh dầu dừa, tinh dầu chanh, tinh chất muối biển, chất khử yêu âm, tinh chất chanh, chất khử yêu âm và chất hoạt động bề mặt hoàn toàn hữu cơ thuần thiên nhiên. Đặc biệt như trong đây có thành phần của chất khử yêu âm. Và đây là dòng sản phẩm bây giờ chúng ta có thể giúp được cho rất nhiều người để bảo vệ cái sức khỏe của mình, đặc biệt là bảo vệ cái sức khỏe chăm sóc da ở đầu ngoài này, diệt khuẩn ở đầu ngoài. Chúng ta chỉ cần cái này, chỉ cần chúng ta hàng ngày chúng ta tắm, chúng ta rửa tay bằng gì? Bằng cái sản phẩm này thôi. Chúng ta vừa bảo vệ được sức khỏe của mình và vừa giảm thiểu cái vấn đề về tài chính. Bởi vì một chai như thế này chúng ta có thể pha ra, nếu như cái chai nhỏ nhỏ như là gì? Như là chúng ta đi mua ở ngoài thị trường đấy, là cũng phải ba mấy nghìn. Có vứt đi, có rẻ lắm thì cũng phải 20.000 trở lên một chai đó. Nhưng nếu với cái sản phẩm này chúng ta pha ra, thì một chai nó chỉ rơi vào khoảng tầm nguyên cái ruột bên trong nó chỉ rơi vào khoảng chục nghìn là cùng thôi, chưa đến chục nghìn một chai đó. Giống như đợt 1 mà hệ thống One Vision là
đi chia sẻ cho người dân, đi tặng cho người dân miễn phí để rửa tay tiệt trùng như này. Đây chính là cái sản phẩm mà Cường đã pha loãng ra tỷ lệ 1:8. Tỷ lệ 1:8. Và Cường không cần nói nhiều, và Cường chỉ làm cho chúng ta một cái thí nghiệm, chúng ta sẽ thấy chất lượng của nó đảm bảo như thế nào, trên tại sao nó được chứng nhận của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế. Và đây Cường đã pha ra tỷ lệ 1:8. Cường sẽ thử cho chúng ta bằng gì? Bằng giấy quỳ. Thử độ pH cho chúng ta thấy được về chất lượng của gì? Chất lượng của sản phẩm. Thế cho nên là giai đoạn này là giai đoạn mà cần nhất, cần nhất những sản phẩm chất lượng. Và đây là một trong số những cái sản phẩm mà đáng dùng trong cái giai đoạn này. Đáng dùng cả vấn đề về chất lượng lẫn cả vấn đề về kinh tế. Và đây, độ pH của chúng ta là bằng 7. 7 là ok, 7 là trung tính. Thế thì bây giờ Cường sẽ làm cho chúng ta một cái thí nghiệm như thế này, cho chúng ta thấy. Đây là hai cái giấy quỳ nguyên, một cái để trên này để tí nữa thử vào cái chai này, còn một cái Cường sẽ ngậm vào miệng của chúng ta. Bởi vì cái tuyến nước bọt của chúng ta nó luôn luôn trung tính, luôn luôn bằng 7. Đây chúng ta để ý, đây chúng ta để ý nha. Đây có phải nó bằng 7 không? Có phải bằng 7 không? Và bây giờ chúng ta cho cái quỳ vào cái nước rửa này để chúng ta kiểm tra cái độ an toàn của nó. Cho nên tại sao rất nhiều các anh, các chị, các em lấy cái này pha loãng ra súc miệng, rồi cả gì, cả đánh răng để gì chống cái vấn đề về viêm lợi nữa. Thì chúng ta sẽ thấy được tại sao chất lượng của nó lại gì, nó lại ok như vậy. Đây, và khi Cường cho vào thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, bên này là đi cho này, bên này là gì, là trong miệng của Cường này. Và bây giờ chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn này, hai cái bằng 7 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đo hai cái này, chúng ta sẽ đo hai cái này với gì, với đây. Đó, chúng ta thấy chưa? Cho nên nó là trung tính, nó trung tính, cho nên nó bảo vệ cái da tay của chúng ta, bảo vệ cái niêm mạc của chúng ta. Nó là tinh dầu và nó có chất khử ion âm trong này. Cho nên đây là cái sản phẩm đầu tiên. Còn chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn, và đặc biệt chúng ta muốn sở hữu, chúng ta lưu ý, những ai mà muốn sở hữu cái chai nhỏ như thế này để về dùng, để rửa tay, chai pha loãng này để rửa tay, thì hãy liên hệ với những người mà chia sẻ chúng ta thông tin ngày hôm nay. Các anh các chị sẽ cung cấp cho chúng ta cái này về để chúng ta sử dụng, để chúng ta bảo vệ cái gì, khử khuẩn, bảo vệ tay, rửa tay cho cả gia đình nhà mình. Và yên tâm, gia đình One Vision sẽ tặng cho các bạn miễn phí cái chai đã pha loãng ra như thế này, để gì, để bảo vệ khử khuẩn, rửa tay của chúng ta trong cái giai đoạn đại dịch lần này. Đấy là sản phẩm đầu tiên mà Cường chia sẻ với chúng ta. Tất cả những cái chuyên đề về nói chuyện về sản phẩm chuyên sâu, về lý niệm về chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, thì nó sẽ rơi vào những buổi vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật, là các chuyên đề về sức khỏe. Là Cường đã nói rất nói chuyên sâu về những cái chuyên đề đó rồi. Đấy. Và nếu như mà chúng ta, tất cả các anh các chị, các bạn mà tham dự chương trình ngày hôm nay mà muốn tìm hiểu kỹ hơn, được tham dự cái chương trình về các chủ đề liên quan đến vấn đề về bảo vệ sức khỏe, bảo vệ hệ miễn dịch, thì những buổi tiếp theo chúng ta có thể nhớ lịch để chúng ta vào, chúng ta cùng tham dự. Ok, cái sản phẩm tiếp theo chính là kem đánh răng. Cái kem đánh răng này nó là gì? Nó thay thế cho thuốc chữa bỏng cấp tốc number one luôn. Nếu như bây giờ chúng ta bị bỏng mà nó đang chuẩn bị, nó phồng rộp lên, chúng ta lấy kem đánh răng này chúng ta bôi vào, chỉ sau 30 phút cái vết bỏng nó trở lại bình thường,
hoặc là bị côn trùng đốt. Còn nếu như đánh răng thì nó chính giống như cái việc nó là cái thuốc đông y trị các bệnh về răng miệng ấy. Chỉ cần đánh răng sau 3 đến 5 ngày chúng ta sẽ thấy cái độ khác biệt và cái chất lượng của nó. Nếu như đánh răng bằng cái kem đánh răng này thì không bao giờ chúng ta yên tâm là cái hiện tượng mà viêm họng là gần như là không có nếu khi chúng ta đánh răng bằng gì, bằng kem đánh răng này. Băng vệ sinh hôm nay Cường không nói. Nếu như ai quan tâm băng vệ sinh thì chúng ta hãy liên hệ với người giới thiệu cho mình ngày hôm nay. Người ta sẽ làm cho bạn một cái thí nghiệm cho bạn xem. Đấy. Và tiếp theo nữa mà Cường muốn chia sẻ cho gì, cho gia đình nhà mình, đó chính là Sidofox. Đó chính là Sidofox. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay sẽ có nhiều những anh, những chị mới mà chưa hiểu về sản phẩm. Thì Sidofox này chính là dòng sản phẩm bổ sung lượng lợi khuẩn cho đường tiêu hóa. Lợi khuẩn cho đường tiêu hóa. Và trong tháng vừa rồi, bản thân của Cường và anh em đã hướng dẫn chia sẻ cho trên 2.000 người đã được sử dụng Sidofox này để bảo vệ cái đường tiêu hóa của mình. Bởi vì cái tiêu hóa nó liên quan đến cái miễn dịch. Cái tiêu hóa nó quyết định cái sức khỏe của mình. Và nó hỗ trợ thêm cho cái cơ quan của miễn dịch, nghĩa là gan, thận, để bảo vệ cơ thể, nâng cao cái hệ miễn dịch để phòng chống dịch cúm lần này. Thế cho nên Cường đang có những cái chuyên đề về chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt như là bảo vệ hệ miễn dịch, bảo vệ cơ quan tiêu hóa, bảo vệ chức năng của gan. Nếu như chúng ta muốn tìm hiểu về những chủ đề đó, chúng ta hãy liên hệ với chính những người mà đã chia sẻ chúng ta thông tin ngày hôm nay. Các anh, các chị sẽ cung cấp cho gì, cho chúng ta đường link để chúng ta có thể vào chúng ta nghe cái nội dung về cái này, Sidofox này. Cái sản phẩm tiếp theo mà Cường chia sẻ với chúng ta đó chính là trà đông y dưỡng sinh. Đây chính là vua trà. Chính là vì vua cho nên mới bị cháy. Hiện tại trà đông y dưỡng sinh đang bị cháy. Bị cháy mất một tháng rồi. Nghe thông tin là chuẩn bị có lại trà. Cho nên ngày hôm nay sẽ chia sẻ chúng ta, nói qua cho chúng ta một chút về trà này. Còn lại chúng ta muốn nghe kỹ hơn về trà thì chúng ta hãy tham dự cái chương trình chuyên sâu về sản phẩm, chúng ta sẽ được nghe kỹ về trà này. Đây là loại trà mà được chiết xuất từ 5 vị thảo dược: trà xanh, quyết minh tử, lá sen và hà thổ ô. Và nó nằm trong nhóm khắc tinh của tim mạch và mỡ máu. Là dòng sản phẩm vừa mang tính chất đó là dòng thanh, nhưng lại có gì, có cả dòng điều và cả dòng bổ ở trong đó. Nếu như kết hợp hai sản phẩm này thì đường tiêu hóa của chúng ta sẽ được dọn sạch một cách nhanh chóng và sẽ được khôi phục lại cái đường tiêu hóa một cách gì, một cách cực nhanh. Đặc biệt là Sidofox, khi chúng ta uống vào sau 3 đến 5 tiếng nó sẽ làm việc và nó đẩy toàn bộ các độc tố trong đường tiêu hóa của chúng ta ra. Kết hợp với trà nữa để chống oxy hóa, để khôi phục lại hoàn toàn những cái lượng lợi khuẩn ở trong đường tiêu hóa. Còn lại nếu như chị em phụ nữ mà gì, mà đang có cái nỗi lo, về làm đẹp, đặc biệt như làm đẹp ở bên trong, khôi phục lại cái tất cả các vấn đề của phụ nữ, đặc biệt là tuyến nội tiết, thì tháng 5 này thì chúc mừng các chị, các em, bởi vì tháng 5 này sẽ có một dòng sản phẩm chuyên dành riêng cho chị em, chứ đàn ông không được gì, không được dùng, dành riêng cho chị em về khôi phục tất cả các chức năng của phụ nữ, tái tạo lại các chức năng của gì, của phụ nữ. Cần dùng cái từ như vậy để chúng ta dễ hiểu. Không dám nói là về gì, về chỉ số của 18. Nhưng cái dòng sản phẩm này nó đã được chứng minh, ở trên nhiều quốc gia và trên một khoảng thời gian dài. Và cái số lượng người đã đạt được cái tiêu chí mà bản thân của mình mong muốn thì nó rất nhiều, và nó bao nhiêu năm nay rồi. Và rất may mắn cho Việt Nam của chúng ta là xin được để gì,
tập đoàn quyết định là cho nhập về Việt Nam để cung ứng cho Việt Nam với cái nhu cầu của chị em về chăm sóc sức khỏe, về để khôi phục lại cái chức năng của tuyến nội tiết. Cho nên là chúng ta hãy sẵn sàng và hãy liên hệ với những người mà chia sẻ chúng ta thông tin để nắm bắt được khi nào có sản phẩm này về thì chúng ta sẽ được sở hữu nó. Và tiếp theo nữa, Cường sẽ chia sẻ chúng ta một dòng sản phẩm nữa trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chitosan, viên chitosan. Vua của độc tố, vua của khôi phục, vua của chống viêm chính là sản phẩm này. Trong cái chuyên đề nói chuyện về sức khỏe bảo vệ hệ miễn dịch thì Cường nói rất kỹ về cái dòng sản phẩm này. Đây là chất xơ duy nhất mang điện tích dương. Đây là chất xơ động vật duy nhất mang điện tích dương, được chiết xuất từ vỏ cua, vỏ nghêu, vỏ sò, vỏ ốc, vỏ hến ở dưới biển. Nó sẽ khi chúng ta uống vào trong cơ thể của mình, đặc biệt như các anh các bác mà có chuyên môn về ngành y, hoặc là đặc biệt như có chuyên môn về đông y, thì các anh sẽ khi các anh nắm bắt được cái sản phẩm này ấy, thì các anh sẽ hiểu rất nhanh và áp dụng rất nhanh để có thể hỗ trợ giúp được cho rất nhiều người, bởi vì sản phẩm này nó cực kỳ rẻ tiền nhưng về giá trị của nó thì number one. Bởi vì chính những cái dòng sản phẩm này đã chinh phục Cường để bắt tay hợp tác, để sử dụng những sản phẩm này để thay thế cho những đông y truyền thống, để đi hỗ trợ, để giúp cho những đối tác của mình lấy lại được sức khỏe từ những cái dòng này. Thứ nhất là nó sẽ ức chế u biếu. Tất cả các tế bào lạ trong cơ thể của mình nó đều sản sinh và nó phát triển rất nhanh ở trong môi trường của axit. Thì đây là dòng sản phẩm mang tính kiềm rất mạnh. Khi uống vào trong cơ thể, nó sẽ tạo nên cái độ pH, tạo nên môi trường pH. Và nó sẽ bao bọc lại cái tế bào lạ đó. Và cái tế bào lạ không ăn được chất dinh dưỡng từ đầu ngoài đưa vào, và cũng không ăn được các chất dinh dưỡng ở tế bào lành xung quanh, thì cái tế bào lạ đó sẽ dần dần sẽ đói và chết và teo dần. Và chitosan nó lại có cái tác dụng tiếp theo nữa, đó là nó sẽ khôi phục. Song song với cái việc nó ức chế cái tế bào lạ thì nó sẽ khôi phục các tế bào lành, bởi vì nó là chất xơ, đó là chất dinh dưỡng. Nó là chất dinh dưỡng, chất xơ duy nhất mà ăn được, đó là vi lượng thứ 6 mà cơ thể của mình không tự tổng hợp được mà phải đưa từ bên ngoài đưa vào. Và nó lại là chất xơ mang điện tích dương, nghĩa là khi uống vào trong cơ thể của mình, nó sẽ hút toàn bộ những cái độc tố, những cái kim loại nặng để nó trung hòa và nó đẩy ra bên ngoài. Đấy là ức chế u biếu. Cái tiếp theo nữa đó là nó hỗ trợ và phòng tất cả các vấn đề về gan, đặc biệt như gan nhiễm mỡ và xơ gan. Nó hỗ trợ để khôi phục lại cái chức năng gan. Bởi vì khi mà uống vào trong cơ thể thì cái này nó có tác dụng là hút tất cả các loại độc tố và trung hòa đẩy ra bên ngoài, để hỗ trợ cho chức năng gan, để giảm thiểu cái làm việc của chức năng gan. Và cái tiếp theo nữa đó là nó chống viêm rất mạnh và nó khôi phục lại cái chức năng. Khôi phục chức năng của tuyến tụy, khôi phục chức năng của gan, khôi phục chức năng của tim mạch. Và nó là dòng sản phẩm đào thải với cấp độ chiều sâu, đó là cấp độ của nó là cấp độ của nội tạng, lục phủ ngũ tạng. Cấp độ của tế bào đó chính là dòng sản phẩm này. Nó có tác dụng đó là hỗ trợ và điều hòa huyết áp, khôi phục chức năng của tim mạch. Nó làm bền thành mạch, nó làm cho cái thành mạch bền dày lên và tạo cái độ trơn ở thành mạch, làm cho mỡ không thể bám, cholesterol không thể bám được vào thành mạch và đào thải ra bên ngoài. Nó hỗ trợ cho tiêu hóa, nó ngăn ngừa độc tố hấp thụ qua đường ruột để vào gan, đi vào máu và đi vào thận. Chính là nó. Khi chúng ta uống vào trong cơ thể, đặc biệt như vào đường tiêu hóa, nó sẽ khôi phục lại những con vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, ức chế những con vi khuẩn có hại. Và đồng thời nó sẽ hút tất cả các độc tố, đặc biệt như cholesterol, nicotine,
hay tất cả các loại kim loại nặng, nó sẽ bo tròn lại và nó đẩy ra bên ngoài. Đó chính là chi giật sạc. Ngoài ra nó còn rất nhiều nữa, nhưng nó có tác dụng giảm béo nữa, đốt cháy những năng lượng dư thừa. Cho nên chị em yên tâm, nếu như chị em mà quan tâm đến cái vấn đề làm đẹp, chị em quan tâm đến vấn đề về gì, về giảm béo, thì chuẩn bị tới đây Cường sẽ có một cái buổi nói chuyện chuyên sâu về cái chủ đề này, cho chúng ta thấy chỉ cần độc hai sản phẩm thôi, phối hợp độc hai sản phẩm này thôi, chỉ hai sản phẩm này thôi, sau 3 tháng chúng ta sẽ đốt cháy toàn bộ năng lượng dư thừa của mình, tất cả những loại mỡ ở trong cơ thể của mình, kể cả như nếu như chúng ta có gan nhiễm mỡ, chúng ta cũng giải quyết luôn cái việc đó luôn. Và đã được chứng minh bằng thực tế trên rất nhiều người, cho nên cực kỳ đơn giản, độc hai sản phẩm thôi. Cái tiếp theo nữa đó là tác dụng về gì, về nội khoa, cả nội khoa và cả ngoại khoa. Khi chúng ta có những vết thương ở bên ngoài, chúng ta chỉ cần rắc viên chitosan này vào thôi, sau đó chỉ sau khoảng 3 đến 4 ngày là ngay lập tức cái vết thương của chúng ta sẽ khô và nó sẽ đóng vẩy ngay. Và Cường có những cái trường hợp khách hàng của Cường còn bị nhiễm trùng sâu hẳn như thế này này, và mủ ở bên trong nữa cơ, và phải đổ chitosan vào. Sau một khoảng thời gian là gì? Là sẽ liền. Đấy là ứng dụng của ngoại khoa. Ứng dụng của nội khoa là tất cả những trường hợp mổ, tất cả những trường hợp mổ, cả bên trong và cả bên ngoài, tất cả các vấn đề về viêm nhiễm, đặc biệt như là các anh mà có vấn đề về máu nhiễm mỡ, và đặc biệt những trường hợp bị hút, rối loạn chuyển hóa acid uric, thì đây chính là khắc tinh của những trường hợp đó. Những người bị tiền tiểu đường hoặc là đang bị tiểu đường type 2 thì đây chính là gì? Đây chính là số 1 để lựa chọn. Những người huyết áp cao, những người vấn đề về tim mạch thì đó chính là bạn đồng hành để có thể giải quyết được các vấn đề đó. Một cái sản phẩm cuối cùng mà Cường chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay nữa, đó là đông trùng hạ thảo. Để Cường mong muốn rằng là nếu như mà các anh, các cô, các bác mà có những người mà hiểu về kiến thức về chuyên môn, thì Cường rất muốn các anh, các chị là tìm hiểu thật kỹ và nghiên cứu thật sâu để góp sức mình vào, để chung lưng lại, để có thể giúp được cho nhiều người dân của chúng ta trong cái giai đoạn này. Và đây chính là đông trùng hạ thảo. Nói về đông trùng hạ thảo thì nếu như trong đông y thì ai cũng biết. Ngày xưa chỉ có vua mới được dùng thôi, chứ dân mình là không được dùng. Về đông trùng hạ thảo, nếu như chúng ta mua đông trùng hạ thảo con, là bây giờ có rẻ nhất thì cũng khoảng tầm 150 đến 300 triệu một lạng, tùy theo chất lượng. Nó được khoảng tầm 50 con. Và ngày xưa Cường chuyên về đông trùng hạ thảo con như vậy, để hỗ trợ cho các anh các chị về vấn đề về sức khỏe. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm của Thiên và Cường kiểm chứng cái đông trùng hạ thảo này, lọ này là 100 viên và Cường kiểm chứng Cường dùng có 4 ngày là hết một lọ này thôi, bởi vì thấy nó quá rẻ. Làm gì có cái loại sản phẩm tốt mà lại rẻ tiền như vậy? Trong đầu nghĩ như thế, bởi vì làm chuyên môn mà thành quen rồi. Đánh giá rất rất đơn giản. Nhưng mà sau đó thì mới biết rằng là cái đánh giá của mình nó thiếu hiểu biết và thiếu suy nghĩ. Cho nên ngày hôm nay chia sẻ chúng ta về cái sản phẩm mà Cường ghi dấu ấn, đó là đánh giá về nó, đầu tiên đánh giá về nó là quá sai lầm, chính là đông trùng hạ thảo. Đây là dòng sản phẩm mà nó giải quyết cho chúng ta cái vấn đề về hệ miễn dịch của chúng ta trong cái giai đoạn này. Bổ âm, bổ dương, bổ tỳ, bổ vị và bổ khí. Vị ngọt đắng quy vào gần như tất cả các kinh lạc trong cơ thể chúng ta, nhưng nó quy vào 3 kinh chính, đó là tâm, can và thận. 3 kinh luôn, nghĩa là
quy hết vào ba ông gì, ba ông mà cần thiết quan trọng nhất vào cơ thể của mình, thì đông trùng hạ thảo đi vào đó. Giải quyết tất cả các vấn đề về hô hấp. Và nó là kháng sinh hoàn toàn thuần thiên nhiên. Đây là hai dòng kháng sinh hoàn toàn thuần thiên nhiên. Và đây là cặp đôi của miễn dịch. Với tất cả các vấn đề về hô hấp, ho, hen, phế quản, viêm phổi, cả cấp và mãn, đều gì? Đều ok. Cái thứ hai là tất cả các chức năng về thận, đặc biệt những người bị suy thận, những người bị viêm cầu thận, thì đây chính là vị cứu tinh. Tất cả các trường hợp về gì? Về gan, mỡ gan, viêm gan B, viêm gan C, đông trùng hạ thảo. Với bệnh tiểu đường thì khôi phục chức năng của tuyến tụy. Với hệ miễn dịch thì nâng cao cái hệ miễn dịch. Với tất cả những cái trường hợp như là yếu sinh lý thì đây chính là rocket nghìn giờ, chứ không phải là rocket 1, 2 hay là 3 hay là 6 giờ nữa. Bởi vì đây nó là khôi phục tận gốc chức năng của tuyến tụy, là chức năng của gì? Của thận. Chứ không phải nó ép để gì? Để làm việc khỏe cái lúc đó, sau đó gì? Lại tụt. Chính là gì? Đông trùng hạ thảo. Chúng ta quan tâm về sản phẩm, chúng ta hãy gặp những người mà giới thiệu chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn về những cái sản phẩm tuyệt vời này. Và Cường tin khi chúng ta tìm hiểu về sản phẩm, chúng ta sẽ yêu ngay. Bởi vì khi cái giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta cần sức khỏe nhất, chúng ta cần kiến thức về sức khỏe nhất. Và khi các bạn bắt tay và được sở hữu thẻ và phát triển, xây dựng doanh nghiệp với Thiên, với One Vision, thì các bạn sẽ được trang bị không những mô thức vận hành, mà các bạn sẽ được trang bị toàn bộ từ kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Từ cái sinh hoạt ăn uống hàng ngày, chúng ta đều được trang bị hết. Và đương nhiên chúng ta sẽ có được một cái kiến thức vô cùng vững mạnh về chăm sóc sức khỏe chủ động, để có thể đi hướng dẫn cho tất cả mọi người về những cái giải pháp đó. Và đương nhiên song song với đó, đó là những cái giải pháp mà chúng ta dùng tất cả những cái sản phẩm rẻ tiền nhất nhưng kết quả lại tốt nhất, giúp cho những đối tác của mình. Ok, number one. Để xin tranh thủ thời gian một chút, chia sẻ cho chúng ta một chút về cái sự lựa chọn trong cái giai đoạn mà Covid nó đang phát triển rất mạnh như thế này. Thì Cường hy vọng rằng qua cái thảo luận của chúng ta chỉ có vài chục phút thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn, chúng ta sẽ có một cái nhìn mà nó ok nhất, để thêm cho mình một cái cơ hội, để mình có thể lựa chọn giữa gì? Một trong số những cái cơ hội mà mình đang đi tìm hiểu để mình nắm bắt. Và thay mặt cho hệ thống One Vision, chào đón tất cả các bạn, tất cả các anh, tất cả các chị gia nhập với hệ thống One Vision, hệ thống một tầm nhìn. Chúc đại gia đình nhà mình một buổi tối viên mãn, hạnh phúc và đại thành công. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình sức khỏe, chủ đề chuyên sâu về sức khỏe của buổi tối thứ năm tới.